anh ơi. Em sửa xe ạ. Mang xe ra đây. What the fuck? 1 hour later. Xong rồi. Thế của em hả anh? Tình kiếm 3D, đập đồ không miss, có thành công hay không là chuyện của bạn. Tình kiếm 3D, cực phẩm kiếm hiệp, chính thức ra mắt tại ngay trên App Store và Google Play.